Ngày 3 tháng 11, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi để lập biên bản vi phạm hành chính với 8 lỗi. Tổng số tiền đề xuất xử phạt là 91 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô 3 tháng. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi đã vi phạm các lỗi không thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn giao thông theo quy định, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch không thực hiện đúng quy định về đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Ngoài ra, doanh nghiệp sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, xe kinh doanh vận tải khách du lịch có hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách, nhưng không bảo đảm yêu cầu theo quy định, sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, xe kinh doanh vận tải khách du lịch mà trên xe không có hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách kèm theo. Công ty có tổ chức khám sức khỏe cho lái xe nhưng không đầy đủ các nội dung theo quy định. Trước đó, ngày 30 tháng 9, ô tô khách giường nằm của nhà xe Thành Bưởi do Hoàng Văn Tính va chạm với ô tô khách 16 chỗ đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người chết, 5 người bị thương.